sáng 22 tháng 11, trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, có đám một cưới tổ chức rước dâu bằng 50 xe đầu kéo. Theo đó, đoàn rước dâu đi từ nhà gái ở thôn Trung Thịnh, xã Sơn Trung, về nhà trai tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây. Đoàn rước dâu độc lạ này di chuyển khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng hai bên đường xem. Trong quá trình di chuyển, đoàn xe bấm còi inh ỏi nên bị lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh và đội cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn yêu cầu dừng lại, nhắc nhở. Theo một cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh, tổ tuần tra kiểm soát của đội có phối hợp với đội cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn dừng đoàn xe rước dâu để nhắc nhở họ không bấm còi và đi theo hàng lối đúng quy định khi di chuyển trong khu vực đô thị. Được biết, chú rể làm nghề lái xe đầu kéo nên khi tổ chức đám cưới đoàn rước dâu sử dụng nhiều xe đầu kéo gây sự chú ý của người dân.